Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng trên 1 lít. Ô tô bốc cháy sau tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo thời điểm mưa bão dữ dội xuất hiện rồn rập. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 8 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cống Âu Dịch Mọc là công trình trọng điểm có nhiệm vụ ngăn mặn, trữ ngọt cho hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang sẽ được đưa vào vận hành cuối năm 2024. Ông Phạm Quốc Bảo, cán bộ giám sát Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 10 cho biết, dự kiến tháng 11 năm nay sẽ lắp đặt cửa cống, cửa âu thuyền và phục vụ ngăn mặn ngay trong mùa mặn năm nay. Ngày 8 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội kết hợp xí nghiệp thoát nước số 6 tiến hành xử lý, dọn dẹp tình trạng ô nhiễm tại ao ngòi, cầu trại. Trao đổi với lao động, ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Văn cho biết, công tác cải tạo, dọn dẹp vệ sinh môi trường ao ngòi dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 1 tuần. Sáng nay ngày 8 tháng 8, tàu Metro Nhổn ga Hà Nội chính thức vận hành thương mại sau nhiều lần lỡ hẹn. Người dân sẽ được đi miễn phí trong thời gian 15 ngày. Thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, chỉ trong 7 tiếng đồng hồ tính từ lúc mở cửa đón khách, hơn 12.000 hành khách đã sử dụng tàu điện Metro Nhổn ga Hà Nội. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã ghi nhận nhiều ổ dịch dại. Theo bác sĩ, bệnh dại một khi đã lên cơn thì 100% sẽ tử vong. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe. Sóc Sơn là đang là huyện có vài ổ dịch dại. Và mọi người nghe đến dại là bệnh không chữa được, mọi người rất lo lắng, rất sợ hãi. Trong tháng 7 vừa rồi cũng có khá nhiều đối tượng đến tiêm phòng dại. Khi đối tượng mà bị chó cắn đến tiêm phòng thì mình cũng sẽ đầu tiên là hỏi bệnh nhân xem là bị chó ở đâu cắn, tức là mình hỏi sẽ tình hình con chó này, thứ hai là tình hình vết cắn này, thứ ba là sau đấy là mình sẽ tư vấn lịch tiêm. Theo bác sĩ Hoàng Lưu Sa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, bệnh dại là một bệnh rất nguy hiểm. Bệnh dại một khi đã lên cơn thì 100% sẽ tử vong. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe của chính mình. Cái đàn chó mèo trên địa bàn huyện Sóc Sơn rất là nhiều. Thế nên là sau khi mà xuất hiện các cái ổ dịch dại này thì tất cả những người dân mà tiếp xúc với đàn chó mèo bị chó mèo cắn, cào thì đều được chúng tôi tư vấn tiêm phòng vaccine. Cái khuyến cáo đầu tiên thì đối với đàn chó mèo thì nếu mà người dân mà nuôi chó mèo thì nên cho chó mèo đi tiêm. Thứ hai là không thả rông đàn chó mèo và phải đeo dọ mõm khi mà cho đàn chó mèo ra ngoài. Đấy, cái thứ ba là tất cả những người dân mà bị chó mèo cắn cào thì đều phải đi tiêm vaccine. Thưa quý vị, khi giá cả leo thang, dù có làm 2 đến 3 công việc một lúc, tiền lương của nhiều bạn trẻ vẫn không đủ để chi trả chi phí đắt đỏ ở thủ đô. 23 giờ đêm, nhiều người đã được nghỉ ngơi sau một ngày vất vả, nhưng chàng trai này vẫn đang phải miệt mài với công việc của mình. Cùng lúc đảm nhận 3 công việc, vừa làm văn phòng, vừa đi livestream bán hàng, đêm đến chạy ship. Thời gian nghỉ ngơi không có nhiều, nhưng đối với Hoàng Viết Trung, Cầu Giấy, Hà Nội, số tiền kiếm được vẫn chưa đủ để chi trả cho chi phí đắt đỏ ở thủ đô. Chi phí chi tiêu ở Hà Nội quá đắt đỏ. Sau khi trừ hết những khoản về tiền nhà, ăn uống, sinh hoạt cá nhân, tiền đổ xăng cũng như là tiền gửi về nhà nữa thì gần như một tháng của mình vẫn không thể nào mà có nhiều dư được, có từng tháng còn không cả có dư. Vậy nên là công việc vẫn sẽ tiếp tục, là ngày nào mình cũng phải đi làm 3 job như thế, đều thường xuyên luôn. Bà Đỗ Linh Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phát triển Nhân lực Gelly Edu cho rằng, làm đa việc có thể giúp người lao động nâng cao kỹ năng khi được cọ sát nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, đi kèm với lợi ích, nhiều rủi ro có thể xảy đến với hình thức làm việc này. Về mặt tiêu cực thì nó lại có mặt trái. Ví dụ, bạn đó đi làm ở một công ty hay doanh nghiệp nào đó mà cái công việc chính là 8 tiếng ở đó chẳng hạn, nhưng bạn lại không trau dồi kiến thức, không học hỏi cái công việc chuyên môn của mình để phát triển nó, để mình có thể phát triển như gắn kết được với cái doanh nghiệp đó, mà bạn lại cứ lao lao ra công việc bên ngoài mà những công việc đó chỉ là cái phụ trợ thôi, thì đâu đó có thể bạn ấy bị đuối sức, ảnh hưởng đến cái kết quả chính của mình. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày.
Thưa quý vị, tính đến 15 giờ ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, trong phiên điều chỉnh ngày hôm nay, giá xăng RON 95 giảm so với kỳ điều chỉnh trước, có giá là 21.670 đồng trên một lít, giảm 930 đồng trên một lít. Xăng E5 RON 92 giảm giá so với kỳ điều chỉnh trước, có giá là 20.710 đồng trên một lít, giảm 900 đồng trên một lít. Khoảng 14 giờ 40 phút ngày hôm nay, 6 ô tô tông nhau liên hoàn trên cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Một ô tô đã bốc cháy sau tai nạn. Hiện tại lực lượng chức năng chưa ghi nhận thương vong. Nhiều người dân đi đường đã hỗ trợ dùng bình chữa cháy để dập lửa. Thưa quý vị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong khoảng thời gian nửa cuối năm 2024, với kịch bản La Nina xuất hiện, phát triển và tác động đến nước ta, từ tháng 9 đến tháng 11, đúng thời kỳ mưa, bão ở Trung Bộ. Vì vậy, khả năng thời kỳ kể trên, bão, mưa, lũ sẽ xuất hiện dồn dập và có nhiều diễn biến phức tạp. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.